chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại được vào bếp gặp gỡ với đầu bếp Văn Thành. Anh Thành ơi, anh cho em hỏi nhỏ anh cái này nha. Anh Thành có hay ra ngoài ăn tiệm không? Hay là nấu ăn ở nhà? À, thường thì cũng ăn ngoài tiệm thôi. Nhưng mà những cái dịp như là cuối tuần á, thì mới nấu những món đặc biệt hơn một chút. Dù sao thì mình đãi cả gia đình bằng món ăn do tự mình chế biến á, thì cũng ý nghĩa nhiều hơn. Và ngon hơn nữa phải không anh? Đúng rồi, và còn bảo đảm vệ sinh hơn nữa. Dạ. Mà sao hôm nay em lại hỏi những câu đó? Tại vì em cứ hay thắc mắc là không biết các đầu bếp á, thì thường có hay ăn tiệm hay không đó mà. À thì đó là vậy. Vậy thì thôi, sẵn dịp ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu với Minh Châu và quý vị đây cách thực hiện món bánh canh cua. Nguyên liệu làm món bánh canh cua cũng rất là đơn giản. Để cho khẩu phần 4 người chúng ta cần 200g tôm sú sống, 4 cái càng cua, 1 con cua cái sống, 300g thịt giò heo, 100g nấm rơm búp, ngò rí, hành lá, 600g bánh canh bột lọc, bột năng, gạch cua, hành tím phi, dầu điều, 1 lít lửa nước dùng. Và gia vị cần dùng là dầu ăn, nước mắm, tiêu, một ngọt Ajinomoto và hạt nêm Ajinomoto. Trước tiên mình sẽ đun sôi 1 lít rưỡi nước dùng này. Anh Thành lúc nãy chỉ nói có nước dùng không mà chưa có chỉ em làm nước dùng đó. À, em có nhớ những chương trình trước á, anh có chỉ là nấu nước dùng á, mình xương heo đó mình sẽ rửa sạch, sau đó mình trụng qua nước sôi rồi mình xả nước lại đi. Dạ, rồi từ đó mình mới cho vào từ nước còn lạnh mình nấu nước dùng á, nước sôi lên mình để lửa nhỏ thì nó sẽ trong nước. Đúng rồi, rồi. Nước bọt nhau. Dạ đúng rồi, em nhớ rồi. Nhưng mà em còn nhớ là hình như anh Thành có bỏ hành tím nướng vào nữa phải không? Đúng rồi. Muốn cho nước dùng ngon hơn á, mình sẽ sử dụng tôm khô và hành tím nướng. Đó, mình cho vào nước dùng thì nó sẽ có một mùi đặc biệt. Nhưng mà em thấy là tôm khô hay có mùi hơi khó chịu đó anh. Mình có cách nào để khử cái mùi đó không? Tôm khô thì nó có nặng mùi. Mình khử tôm khô bằng cách là mình sẽ rửa sạch và mình rang sơ với lại hành tím. Rồi sau đó mình mới cho vào nước dùng. À. Trong khi chờ nước dùng sôi, chúng ta sẽ ướp thịt giò heo. Chúng ta ướp thịt giò heo với một muỗng Ajinomoto, một nửa muỗng cà phê tiêu và một muỗng hành tím băm để cho nó thấm. Là chúng ta sẽ cho vào nồi nước dùng luộc lên. Còn cái nấm rơm búp này mình sẽ xào sơ nhé. Mình cho hành tím vào mình phi vàng, sau đó mình cho nấm rơm vào mình xào. Rồi bây giờ em sẽ vớt cái giò heo này ra anh nha. Dạ đây. Rồi mình để đây cho nó nguội. Một chút nữa anh sẽ cắt lát cái này ra ha. Cua này mình làm sạch, mình bỏ cái phổi ra nha em ha. Dạ. Nấm rơm mình cứ cho vào nồi em ha. Mình cho cua vào mình xào sơ lên cho nó săn thơm ha. Dạ. Rồi mình sẽ nêm vào một chút Ajinomoto. Rồi cua đó thơm rồi nè, mình sẽ cho vào nồi luôn em nhé. Dạ. Rồi bây giờ anh sẽ bỏ tôm sú vào nha. Dạ. Tôm sú này khi mà mình luộc vừa chín rồi đó, vớt ra mình cũng bỏ vào nước lạnh rồi cho nó săn cái thịt em. Rồi mình mới luộc một vỏ sau nha. Em thấy mình đã có nguyên một con cua vậy rồi, anh còn chuẩn bị càng cua nữa là sao anh? Có thêm cái thịt cua này vào á, nướng nó ngon mà mình trang trí cái tô bánh canh nó cũng đẹp nữa em. Cua này nó có cái độ béo ngon lắm nè. Dạ. Rồi bây giờ anh sẽ nêm nếm gia vị vào nồi này. Một muỗng Ajinomoto, một muỗng Ajinomoto. Anh Thành ơi, cho em phỏng vấn chút xíu nha. Rồi em hỏi anh. Tại vì á, bình thường em rất là thích ăn bánh canh mà bột lọc như vậy nè, rất là dai, nhưng mà hình như là nó cũng hơi dễ bị chua phải không anh? Cái bánh canh bột lọc này nó dễ bị chua lắm, nên chúng ta cần phải rửa sạch 2-3 lần qua nước đi, rồi chúng ta trụng qua nước sôi, nhưng mà có nêm một chút muối và một chút Ajinomoto vào. Vậy hả? Đó, sau đó chúng ta mới cho vào nồi nước dùng. Wow. Bây giờ anh sẽ bỏ bánh canh vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần tôm nó luộc vào luôn nhé. Dạ. Rồi. À, để tạo cái độ sánh á thì mình sẽ đánh nước bột năng vào. Em khuấy lên giùm anh nha. Dạ. Rồi bây giờ coi như là món ăn nó tương đối rồi đó. Bây giờ mình sẽ tạo cái màu đẹp nè. Mình sẽ sử dụng dầu điều. Và mình nêm vào một chút nước mắm nha. Vào nửa muỗng canh nước mắm em ha. Dạ. Để mùi thơm nha. Màu dầu điều nè. Ừ. Thấy không? Bây giờ mình sẽ cho vào một ít hành tím phi. Đã hoàn tất rồi đó, em tắt lửa đi. Anh sẽ cho vào một ít đầu hành và hành lá ngò rí băm nè. Hấp dẫn quá anh Thành ơi, chịu hết nổi luôn. Rồi bây giờ sẽ cho vào một chút tiêu nữa. Trước tiên là mình múc bánh canh nè. Yeah. Bánh canh nè, nấm rơm nè.
còn tôm nữa nè. Dạ. Rồi, để anh sẽ sắp lại cho em ha. Rồi cái giò heo này hồi nãy á, sau khi mình chín rồi đó, mình đã cắt cái lát rồi ha. Bây giờ anh sẽ để vào. Chúng ta sẽ cho một ít hành ngò vào để trang trí món ăn nè ha. Dạ. Rồi, bây giờ cái này á, để ngon nữa đó thì chúng ta phải dùng kèm với lại ớt bầm, chanh và một chút nước mắm. Ừ, đúng rồi. Mời Minh Châu dùng thử một miếng nha. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi bây giờ em dùng thử đi rồi cho anh và quý vị biết ý kiến nha. Dạ. Em chỉ có thể nói một chữ thôi anh Thành ơi, ngon. Thiệt không? Dạ thiệt. Anh biết không, bánh canh nó không hề bị nát nha, rất là đậm đà mà lại có vị ngọt, vị thơm của tôm nè, cua rồi còn thịt nữa chứ. Em đảm bảo với anh Thành giờ em ăn bánh canh cua ngoài em không thấy ngon nữa đâu, bởi vì món anh nấu là ngon nhất rồi. Anh cảm ơn Minh Châu rất là nhiều. Cũng đừng quên chia sẻ những ý kiến đóng góp của mình cho chương trình qua hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto số 061-882-6188. Bây giờ thì đầu bếp Văn Thành và Minh Châu xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại.